Chào các bạn, chúng ta tiếp tục chuyển sang video phần thứ tư chữa đề thi giữa học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 8 nhé. Trong video phần số 3 thì chúng ta đã dừng ở bài tập cho giọng đúng cụm từ cho sẵn rồi. Và bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo, đó là bài đọc hiểu trả lời câu hỏi. Chúng ta sẽ cùng nhau dịch cái bài này ra này. Đây là một đoạn văn nói về thành phố Bắc Giang. Bắc Giang trở thành thành phố loại 2, second tier là loại 2, xếp hạng thứ 2. Thủ tướng Chính phủ đã ký một quyết định. Ink, danh từ có nghĩa là mực. Còn đây là động từ là đã ký. Mình dịch lại câu này. Thủ tướng Chính phủ đã ký một quyết định công nhận Bắc Giang thuộc tỉnh phía Bắc của Bắc Giang là đô thị loại 2. Thành phố Bắc Giang là một... Ở đây các bạn thấy có một loạt các tính từ này. Chúng ta sẽ dịch từ danh từ đứng cuối, dịch ngược trở lại. Từ hub có nghĩa là trung tâm. Thành phố Bắc Giang là một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh. Nằm cách Hà Nội 50 km về phía Bắc và nối Hà Nội với thành phố Lạng Sơn và cửa khẩu Đồng Đăng. Border Gate là cửa khẩu. Thành phố Bắc Giang đã trở thành một trung tâm công nghiệp và dịch vụ của tỉnh Bắc Giang. Trước đó, earlier có nghĩa là trước đó, thành phố đã được công nhận là đô thị loại 3 vào năm 2003. Vào năm 2013, thì thu nhập bình quân của thành phố thì cao hơn 1,45 lần so với mức bình quân chung của cả nước. National là của quốc gia. So với mức bình quân chung của cả nước, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đã gia tăng liên tục 17,1% trong suốt 3 năm qua. Tỷ lệ đói nghèo là 1,5%. Rồi, đoạn văn này nói về thành phố Bắc Giang đúng không nào? Và bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi nhé. Câu thứ nhất này, từ Bắc Giang tới Hà Nội xa bao nhiêu? Câu này ở trong đoạn văn thứ hai đúng không? Đây, thành phố Bắc Giang nằm cách Hà Nội 50 km về phía Bắc. Chúng ta sẽ trả lời là gì? It is 50 kilometers from Bắc Giang to Hà Nội. Tức là từ Bắc Giang tới Hà Nội là 50 km đúng không nào? Câu thứ hai, thành phố Bắc Giang nằm ở phía nam của tỉnh Bắc Giang đúng không? The south có nghĩa là phía nam nhé. Câu này là ở đâu đây nhỉ? Đây, thành phố Bắc Giang nằm ở phía bắc đúng không nào? Northern có nghĩa là phía bắc. Thì câu này chúng ta trả lời là No, it isn't. It's in the north of Bắc Giang province. Được chưa nào? Không, nó không nằm ở phía nam mà nó nằm ở phía bắc của tỉnh Bắc Giang. Câu thứ 3, thành phố Bắc Giang được công nhận là đô thị loại 3 khi nào? Câu này ở đây. Nó được công nhận là đô thị loại 3 vào năm 2003 đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ trả lời câu này như sau nhé. Nó được công nhận là thành phố loại 3 vào năm 2003. Các bạn lưu ý là chúng ta phải để thì quá khứ nhé. Vì đây là mốc thời gian đã qua rồi. Câu thứ tư, tỷ lệ đói nghèo vào năm 2013 là bao nhiêu? Câu này có trong bài luôn rồi đúng không? Tỷ lệ đói nghèo là 1,5%. Chúng ta lấy luôn câu này để làm câu trả lời nhé. The poverty rate was 1.5% in 2014. Được chưa nào? Câu thứ năm này, thành phố Bắc Giang trở thành đô thị loại 1 đúng không? The first tier city là đô thị loại 1. Cái câu này là sai đúng không nào? Vì trong bài bảo là đây là đô thị loại 2 thôi. Ok. Vậy câu này chúng ta sẽ trả lời là No, it doesn't. Đúng chưa nào? Rồi, bài đọc hiểu chúng ta đã làm xong. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập cuối cùng, đó là bài viết lại câu. Câu thứ nhất này, tôi muốn cậu giúp tôi cất những chiếc ghế đi. Viết lại câu bằng would you mind. Would you mind là một cách nói lịch sự khi chúng ta muốn nhờ ai đó giúp đỡ chúng ta việc gì. Thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc như sau này. Would you mind và đằng sau đi với verb in luôn. Would you mind putting the chairs away? Câu hỏi, phải có dấu chấm hỏi các bạn nhé. Bạn có phiền cất những chiếc ghế đi được không? Được chưa nào? Câu số 2. Mọi người tái chế những chiếc lốp ô tô cũ để làm ra giày và xăng đan. Rồi, chúng ta viết lại câu này bằng old car tires. Những chiếc lốp ô tô cũ được tái chế để làm ra giày và xăng đan đúng không nào? Chúng ta chuyển câu này sang câu bị động. Old car tires are recycled to make shoes and sandals. Được chưa nào? Câu này chúng ta chuyển sang câu bị động. Ở thì hiện tại đơn nhé, thì chúng ta phải có động từ to be là are. Tại vì chủ ngữ đây là tires, số nhiều này, nên từ đếm được số nhiều thì to be sẽ là are. Sau đó chúng ta cho thêm động từ recycle. Chuyển sang phần thứ hai là chúng ta phải thêm ed vào, recycled. Rồi đằng sau sẽ viết nốt là to make shoes and sandals. Được chưa? Xong nhé. Câu số 3.
Người đàn ông còn đang chơi cờ vua với cậu. Ông ấy là bác của tôi. Bây giờ chúng ta viết lại câu bằng the man. Chúng ta sử dụng câu này viết lại câu với mệnh đề quan hệ được không nào? Thế là gì? Người đàn ông mà đang chơi cờ vua với cậu là bác của tôi, được chưa? Chúng ta sẽ kết nối hai câu này như sau. The man who is playing chess with you is my uncle. Người đàn ông mà đang chơi cờ vua với cậu là bác của tôi, được chưa nào? Mệnh đề who is playing chess with you ở đây chính được gọi là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ là một mệnh đề phụ tính ngữ đứng ngay sau đối tượng chủ thể được nhắc đến trong câu, dùng để làm rõ thêm cho đối tượng được nhắc đến đó. Người đàn ông nào, người đàn ông mà đang chơi cờ vua với cậu là bác của tôi, được chưa nào? Thế còn the man ở đây, the man is my uncle ở đây chính là mệnh đề chính của câu. Còn đây mệnh đề của who này gọi là mệnh đề quan hệ, nó là một mệnh đề phụ thôi để thêm vào làm rõ thêm ý nghĩa cho đối tượng được nhắc đến trong câu. Và who ở đây được gọi là đại từ quan hệ, được chưa nào? Câu thứ tư, giữ sạch môi trường là rất quan trọng. Viết lại câu bằng is. Câu này thì các bạn viết lại câu bằng chủ ngữ giả đúng không nào? Cấu trúc chủ ngữ giả mình đã có nhắc đến trong video phần thứ ba rồi. Ở đây nhá, đây mình mở lại cho các bạn xem. Trong video phần 3 là chúng ta đã cùng nói qua về chủ ngữ giả rồi. Đây trong câu số 3 này, ở bài tập số 3 này. Đây, cấu trúc chủ ngữ giả đây sẽ là it is ở đầu câu, sau đó là đến tính từ, rồi đến to verb, được chưa nào? Có nghĩa là hành động nào đó, làm việc gì đó thì mang tính chất gì. Ví dụ, bơi lội là tốt, it is good to swim, được chưa? Hoặc là học tiếng Anh thì cần thiết chúng ta sẽ nói là it is necessary to learn English, được không nào? Như vậy áp dụng cấu trúc này vào câu ở dưới nhé, thì chúng ta sẽ làm như sau này. Giữ sạch môi trường là rất quan trọng, thì các bạn sẽ viết là it's very important to keep the environment clean, đúng chưa nào? Đầu tiên là it is, sau đó là đến tính từ. Tính từ đó nhiều khi có thể thêm từ very ở đằng trước. Very là trạng từ dùng để nhấn mạnh cho tính từ đứng sau. Rồi đến to verb, ở đây to verb, đúng chưa nào? Và đằng sau là tân ngữ của động từ. Giữ sạch môi trường là rất quan trọng. Các bạn đã hiểu chưa nào? Với cấu trúc chủ ngữ giả thì chúng ta sẽ không được dịch cái từ it này là nó nhé. Chúng ta sẽ không dịch từ trái qua phải là nó thì rất quan trọng khi giữ sạch môi trường đâu nhé. Chúng ta không dịch như thế, mà chúng ta sẽ dịch từ to do này, từ to verb này và dịch ngược trở lại như trước. Ok, như vậy là mình đã hoàn thiện xong 4 video chữa đề thi giữa học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 8 rồi. Đây là tư liệu mình làm để giúp các bạn ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ của trình độ tiếng Anh lớp 8. Cũng ôn tập được khá nhiều kiến thức trong cái đề thi này đấy. Thì rất mong là các bạn có thể xem hết một những cái video này của mình và ôn tập hệ thống lại kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ thật là tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu như có câu hỏi gì cần giải đáp thêm thì các bạn có thể comment ở bên dưới hoặc là gửi email cho mình nhé. Cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.